Chào bà con nha, nên cho con có con củ phát điện nè, 3 kVA, 13.6A, 3.000 dòng trên phút, 220V. Đây là một thương hiệu nổi tiếng, có tiếng của Italia nha, thương hiệu nổi tiếng Italia. Đây là tua nhanh nha, 3.000 dòng, mới trong thùng, có đồng hồ luôn nè, có đồng hồ, có quên. Cái này là sạc bình gời nè, bà con nào xe máy, xe độ hay là bình ở ngoài hết bình là cứ chạy phát điện lên là sạc bình đây. Đây là tự động búng luôn nha. Đây. Đây nó sản phẩm này được bảo hành cho bà con mấy tháng rồi. Đây. Sản phẩm này được bảo hành là 90 ngày. Nghĩa là 3 tháng á. Bảo hành 90 ngày, 3 tháng. Đây là 3 kVA nha. 220V. 10 xe 3.6A, 50 Hz, 3.000 dòng. Bà con nào mà xài như phát điện mà gắn cho máy xe công để dành trong cabin á là ngon lành luôn nè, máy 5-6 ngựa là được rồi, máy khoảng 6 ngựa là kéo đúng nó luôn. Bà con khỏi tính đâu, cứ xa 3 ngựa này là 6 ngựa kia thôi, nhân đôi lên 3 ngựa motor thì nhân động cơ kéo nó là khoảng 6 ngựa, hoạt động tốt. Đây là hàng mới nha, bảo hành được 3 tháng, cứ tháng đầu tiên hư hao đổi mới thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây có hai số điện ghim ra vô xài thôi. Đặc biệt đời này tiện, nó có sạc bình, nó có bảo trì sạc bình luôn rồi con nha. Đây nó bảo trì luôn, con siết cứng vô. Đó là động cơ điện này, bà con mua cái mới cho khỏe bà con ơi. Mới nó an toàn, cái điện nó chuẩn hơn. Nguyên con mới chát cũng thuộc vậy đó. Bảo hành được 3 tháng. Đây là một thương hiệu nổi tiếng nha, của Italia. Castelsanjo là một thương hiệu nổi tiếng của Italia. Ý á, đẹp ha, sắc sảo thiệt chứ. Đặc biệt cái con nào hàng mà chất lượng, hàng xịn là nó luôn tua nhanh, tua nhanh để nó không bị chớp đèn á bà con. Tua nhanh lúc nào cũng ngon, không bị chớp đèn. Đây là mã số bảo hành của máy, mỗi máy đều có mã số. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707.